Rồi, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Hoàng Phúc CB Cuộc Sống ở Nhật. Kính chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và thật là hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu của mình nhé. Thì bây giờ là Phúc đang đi siêu thị nè mọi người. Thì hôm nay có thể là một ngày đi siêu thị cuối cùng ở Nhật rồi. Do đó thì Phúc sẽ chia sẻ cho mọi người cái khung cảnh và vật giá ở siêu thị có thể gọi là lần cuối nha mọi người. Đó, và hôm nay thì mình đi vào buổi sáng mọi người, nên là trời nắng á. Đó, nên là khung cảnh cũng khá là đẹp. Và bây giờ là mời mọi người cùng đi với mình nhé. Rồi, chúng ta cùng nhau đi nào. Ở đây là cái hình ảnh cái sân tập lái mọi người. Ở phía bên kia là cái cầu vượt của đường cao tốc. Và xa xa bên kia đó là một cái ngọn núi mà có thể gọi là cao nhất ở cái thành phố của mình. Thì mình sẽ quay lại cái khung cảnh này để lưu lại mọi người, vì có thể đây là lần cuối mình đi trên cung đường này và đến cái siêu thị này và chia sẻ cho mọi người những cái vật giá ở đây. Do đó thì đây là những là cái giây phút kỷ niệm mọi người. Mình đi vào buổi sáng nên trời khá là, ủa đường xá khá là vắng nha mọi người. Rất là đẹp. Ở bên kia thì quay xa xa cho mọi người, đó là những ngôi nhà ở trên núi. Và mình thấy đây là chỉ có nước Nhật thôi mới có những ngôi nhà dày đặc ở trên núi như thế này thôi. Đó, mình quay cho mọi người xem và cũng để quay lưu lại mọi người ơi. Từng con phố, từng cung đường. Cái khung cảnh buổi sáng thì nói chung cũng thật bình yên. Ở bên đây là khung cảnh cái ngôi trường cấp 3 ngay tại cái chỗ của mình. Trường này cũng khá là lớn. Và đây là trạm xe buýt. Đó mọi người. Rồi cho mọi người xem tí gì thôi nha. Mình chủ đề chính vẫn là siêu thị mà. Mình tới siêu thị mình chia sẻ tiếp nha. Rồi bây giờ tới rồi nè mọi người ơi. Thì đây là cái siêu thị mà mình hay mua nè. Đó, mình nay mình quay cho mọi người xem cái bên ngoài luôn. Cái siêu thị này thì giá rất là hợp lý ở Nhật nha mọi người. Thế chứ mình có thể gọi là rẻ luôn á. Giờ bạn nào ở Nhật thì chúng ta nhớ cái tên siêu thị này để mình có thể là mua những cái món hàng mà nó vừa túi tiền của mình. Rồi bây giờ mình sẽ đậu xe vào trong nha mọi người. Có cái nơi đậu xe đạp. Rồi bây giờ mình vào trong. Mời mọi người cùng đi với mình nhé. Lấy cái giỏ. Vô lấy một chiếc xe. Rồi mời khoan. Bây giờ mình sẽ ra bên ngoài, mình quay cho mọi người xem cái khung cảnh ở bên ngoài nè. Tại bây giờ là dịp gần Tết ở Nhật đó mọi người. Đó, người ta bán những cái này để cho mình treo trước nhà rồi nè mọi người. Đây là một số cái hình ảnh mà cái vật trang trí ngày Tết ở Nhật á. Đó, mình quay cho mọi người tham khảo nha. Một món như vậy tầm 80 ngàn tiền Việt Nam mình thôi mọi người. Đó, anh treo trước nhà, nhìn khá là đẹp ha. Đây là phong tục của người Nhật. Ở đây có mấy cây trúc rồi chân, mấy cái này mắc nha, cái này trăm mấy, trăm mấy, 200 tùy theo cây. Ở dưới nè mọi người thấy không, có những cái trái quýt đó. Đó, rất là nhiều luôn. Quay cho mọi người tham khảo một tí. Ok, và bây giờ mình sẽ vào trong nha mọi người. Rồi trong này thấy bánh nè. Cái này gọi là bánh mochi nha mọi người. Bánh này là nói chung rất là cứng. Mình đã từng mua thử rồi. Cắn muốn mẻ răng luôn á. Ở ngoài thì chân hồ lô rồi cho đẹp á. Nhưng bên trong rất là cứng. Thì chú này cũng mua nè. Một cái hộp ở bên đó là 100 ngàn. Cái hộp nhỏ bên đây thì tùy theo hộp nha mọi người. Làm hình thù rất là đẹp. Mọi người thấy không? Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn nè.
Đó, quay cho mọi người xem tí về cái khung cảnh của ngày giặt trang trí ngày Tết ở Nhật. Rồi bây giờ thì mình sẽ qua đây mình mua đồ nha mọi người. Còn mấy ngày thôi nên mình sẽ mua rau đồ gì mình ăn. Mua ít thôi, không có mua nhiều mọi người. Ở đây thì Tết nó là cái vật trang trí là quýt đấy nha mọi người. Quýt rất là mắc luôn á. Quýt sắp Tết là rất là mắc. Ở đây có cam nè mọi người. Đây quýt nè, mọi người thấy không? Ủa này cam chứ. 6 trái 60 ngàn. Nhưng mà trái 10 ngàn này cam. Ở đây là cam đẹp tới chân nè mọi người. Bao nhiêu? 160 ngàn 2 quả. Khá là cao nha mọi người. Mình chưa thấy quýt nhiều ha, chưa thấy quýt chân nhiều, quýt ăn không à. Ngoài đây quýt ăn nè mọi người. Chứ hiện tại là chưa bán quýt chân nha. Ăn được một bịch này là 80 ngàn. Đó, một bịch này 100 ngàn. Bên đây chả đựng ký á. Lấy hoài quả chuối. Lấy một cái thôi. Đây, sắp về rồi. Khung cảnh hôm nay thì chung là buổi sáng mình đi với mọi người, giờ cũng trưa rồi nên là không có đông người lắm nha. Đây rau cải đây, bây giờ coi bắp cải thì 20 ngàn một bắp nha mọi người, mình phải lột ra nữa. 20 ngàn bắp như thế này đó, mình mua bên đây đi, mua nửa bắp này thì tầm bao nhiêu? Tầm 10 ngàn, 12 ngàn. 10 ngàn, 12 ngàn. Đây nửa bắp 12 ngàn. Bên đây cái salad nè. Cái salad vẫn có giảm giá vào buổi sáng nha mọi người. Cái này nó nhỏ quá nè, giảm giá nè. Giảm giá xuống có 10 in hả? 10 đồng hả? Bịch bự thì nó 20 ngàn. Rồi bịch nhỏ nó giảm xuống là còn nói chung cũng mười mấy ngàn. Lấy bịch bự cho nó tốt, giảm nhiều thì mua chứ giảm ít quá thì lấy bịch bự nha mọi người. Mới lấy bịch còn tươi, ngon. Rau mùa này rẻ mọi người ơi. Cái chung quay lần cuối. Rau mùa này rẻ, bắp cải này như vậy nè. Cải này dạng cây bắp nè, cũng là nửa bắp 20 ngàn. Thì nguyên bắp là 40 ngàn. Đi vòng vòng. Lấy ít giá. Giá này thì rẻ lắm nha mọi người. Giá này 4 ngàn bịch thôi. Thôi lấy ít thôi mọi người, hai bịch thôi. Qua đây mình lấy một cục thịt nguội. Đây cục thịt nguội nè mọi người, lấy cục nhỏ. Thịt nguội này ăn ngon lắm nha mọi người. Cục này có mỡ. Rồi cục này không mỡ. Cái cục nào cũng có mỡ hết trơn. Cái loại cục này đi. Đây là thịt gà. Nói chung là thịt vẫn rất là nhiều và không có giảm giá vào buổi sáng nha mọi người. Nó quầy thịt ở siêu thị rất là đồ sộ. Bên đây còn có, ôi
Sau này có đùi gà người ta gọi là giống như là một nắng vậy trời. Chúng ta làm sơ qua rồi mọi người, nhìn cái màu này ta thui qua rồi á. Ở bên đây là mấy cái thịt này là ta ướp sẵn nha. Đây cũng đùi gà ướp sẵn nè. Và thịt ta cũng ướp sẵn, mình bỏ là mình chiên, mình kho thì mình ăn thôi. Mình khỏi phải chế biến nữa. Nó rất là nhiều. Vậy thôi mọi người, nói chung là không có mua gì nhiều hết. Đi dạo dạo cho mọi người xem khung cảnh. Rất là nhiều. Qua đây thì lấy thêm dĩ trứng là được rồi mọi người. Lấy dĩ trứng. Dĩ trứng ăn cũng lâu quá mọi người ơi. Đó. Nay lại tiếp tục giới thiệu cho mọi người quầy cá nha. Cá đây có cá viên rồi mọi người. Ở đây có tôm nè. Tôm hộp này thì 200g 80.000. Tôm đỏ. Tôm đỏ là bao nhiêu gram? Không thấy để gram mà 80.000 cũng hộp. Còn đây một ống nè mọi người. Một ống còn nhỏ. Con này 350g thì 90.000, tám mấy 90.000. Rồi vẫn có bán hàu nữa nè. Mùa đông người ta bán hàu nhiều. Mình cá thái lát sẵn. Ở bên trong là có người ta đang làm nha mọi người. Nó bên trong á. Ta làm xong ta đem rồi ta để. Để cá cắt sẵn á. Rất là nhiều. Mình lấy thêm hộp cá con này nữa mọi người. Con này cũng ngon. Rồi xong rồi đó, mình mua xong rồi đó. Bên kia có một ống bự. Đây có con cá gì đẹp ghê. Ôi cái vây nó dài tới đuôi luôn mọi người. Có nó ba con 60.000. Một con 20.000. Nè. Rồi xe cá ngừ bự quá trời luôn mọi người. Cá ngừ bự nè, con này là 80.000 nha. 80.000 con. Bên kia một ống bự kìa. Một ống bự 200.000. 220.000 con. Để cho ba lửa trong kia. Đó. Quay cho mọi người xem sơ vậy thôi. Rồi xong rồi mọi người ơi. Mình mua xong rồi đó. Nói chung là chỉ đơn giản vậy thôi. Quên. Lát mình ra mình lấy một cái mì gói nữa mọi người. Tại cũng còn vài ngày á. Và lấy cái bịch này đi. Bịch này khá là rẻ nè. Bịch sữa chua. Bịch sữa chua này là 10 hộp mà chỉ có chưa được 20.000. Rẻ lắm. Nên mình thường hay mua á mọi người. Đi dạo một tí nha mọi người. Nay không có mua gì hết, chắc mọi người đi dạo vòng vòng chơi cho biết. Cho xem lại cái siêu thị lần cuối nha. Chứ mốt mình về không có quay nữa cho mọi người xem được đâu. Cái chỗ này là mì. Mình vô cái đường này mình lấy một cái bịch mì nữa. Đây mọi người, bịch mì này rẻ. Nằm ở trong có 5 gói mà chỉ có 40.000. Vậy thôi. Rồi xong. Hôm nay nói chung là hôm nay mình đi siêu thị rất là nhanh mọi người. Không có giống như mọi khi ha, mua cũng rất là ít.
tại vì mình sắp về nước rồi. Do đó thì hôm nay là có thể là chia sẻ với mọi người, đây là video lần cuối mình đi siêu thị ở Nhật. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video của mình đến giây phút này. Mọi người cảm thấy hay, hãy nhớ like, share, chia sẻ cho nhiều người cùng xem nhé. Ai mới ghé ngang kênh cảm ơn lần đầu, nhớ bấm đăng ký kênh, bấm cái chuông bên phải để có thể theo dõi những video mới nhất của mình. Rồi bây giờ mình xin kết thúc video đi về nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo.